chào tất cả các bạn. Hãy cùng Minh Phương và bà Thắng Vàng đồng hành với các cầu thủ bằng cách nhấn subscribe và nhấn chuông bà Thắng Vàng để được nhận thông báo khi có những thông tin mới nhất các bạn nhé. Ở xứ sở Samba, người ta luôn tin rằng sau kỷ nguyên thống trị của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, Neymar sẽ là siêu sao kế tiếp. Nếu bạn đặt chân lên đất Brazil và muốn tìm hiểu về Neymar, có một câu hỏi mà bạn cần phải trả lời. Bạn muốn tôi nhận xét về Neymar với tư cách một cầu thủ hay một con người? Nhà báo bản địa Daniel Otonin, người theo dõi bóng đá Brazil trong một thập kỷ qua nói. Để nhận định về sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1992, người ta cần đào sâu những khía cạnh phức tạp trong con người Neymar. Ngay cả khi đã trở thành một ngôi sao nhận hàng triệu đô la mỗi tuần ở Paris, người Brazil vẫn coi Neymar chỉ như một đứa trẻ. Ngay trên quê hương Brazil, Neymar là một nhân vật gây chia rẽ. Không khó để hiểu tại sao người ta yêu mến anh, một trong những cầu thủ Brazil hiếm hoi còn chơi bóng đá với sự ngẫu hứng. Lâu lắm rồi kể từ sau thế hệ của Rivaldo, Ronaldo hay Ronaldinho, người Brazil mới lại có một nhân tài như Neymar. Tài năng của Neymar là không cần bàn cãi, nhưng vài quyết định không chính xác đã ngăn cản cậu ấy có một sự nghiệp phi thường. Một nhà báo khác của tờ Belo Horizonte mô tả Neymar như một chú nhóc luôn bị người lớn vây quanh, thì thầm bắt làm những điều sai trái. Nhận định của nhà báo trên mô tả chính xác nhất cho hành trình sa ngã của Neymar. Năm 2010, trong trận đấu giữa Santos và Atletico Goianiense, Neymar mang về cho đội nhà một quả penalty và muốn thực hiện nó. Tuy nhiên, huấn luyện viên Dorival Júnior của Santos chỉ định một cầu thủ khác đá phạt. Neymar quẳng bóng xuống sân, buông ra những câu tục tĩu hướng về huấn luyện viên. Suốt thời gian còn lại của trận đấu, cầu thủ 17 tuổi chơi vô kỷ luật như chiều người tất cả. Một cảnh tượng kỳ dị sau đó xảy ra. Các cổ động viên trên sân tung hô, hưởng ứng những pha làm xiếc chọc tức ban huấn luyện của Neymar. Chứng kiến điều ấy, huấn luyện viên Goianiense Herzimo cảnh báo sự dung túng của người Brazil cho những hành vi sai trái của Neymar sẽ tạo ra một con quái vật. Huấn luyện viên Dorival Júnior quyết định cấm Neymar thi đấu 2 trận sau đó. Tuy nhiên, khi Santos đá xong trận thứ nhất, huấn luyện viên này bị chủ tịch đội bóng sa thải vì dám mâu thuẫn với Neymar. Lời cảnh báo của René Simons bị bỏ ngoài tai. 8 năm sau, thần đồng một thuở của bóng đá Brazil đang trên đường gây dựng lại sự nghiệp sau những ngã rẽ sai lầm mà không ít người lớn xung quanh anh phải chịu phần trách nhiệm. Chứng kiến tình cảnh hiện tại của Neymar tại Paris Saint-Germain, nhà báo Anthony Momon của L'Équipe bình luận, Neymar có thể trở thành cầu thủ bị ghét nhất trong lịch sử Paris Saint-Germain. Rời Barca đến Paris Saint-Germain với giá 222 triệu euro vào mùa hè 2017 chắc chắn là quyết định sai lầm nhất trong sự nghiệp của Neymar. Dĩ nhiên anh không thực hiện nó một mình. Nhiều người tin rằng vài quyết định sai lầm trong sự nghiệp của Neymar phần lớn đến từ người cha Neymar Senior. Khi Neymar rời Barca đến Paris Saint-Germain vào năm 2017, cha anh cũng đi vào lịch sử bóng đá thế giới với số tiền hoa hồng kỷ lục lên tới 47 triệu đô la. Báo chí Catalunya sau đó mở một cuộc tấn công vào cha của cầu thủ. Họ tin rằng chính ông là nhân tố quan trọng khiến cầu thủ ra đi. Một con người sống giàu tình cảm như Neymar hiếm khi cãi lời cha. Anh thừa nhận gia đình đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời mình. Mỗi khi tôi cảm thấy tồi tệ, tôi muốn về nhà cùng bạn bè và người thân, trốn tránh mọi thứ. Không trầm lặng như Messi hay lạnh lùng như Ronaldo, Neymar mang đầy đủ đặc tính của một người Brazil điển hình, sôi nổi, nhiệt thành và giàu tình cảm. Điểm tích cực của một cá tính Brazil điển hình giúp Neymar tạo ra những pha bóng ngẫu hứng trên sân cỏ. Tuy nhiên, lối sống giàu tình cảm mang đến nhiều tiêu cực cho sự nghiệp của anh. Tháng 3 năm 2016, thời điểm còn khoác áo Barcelona, Neymar từng gây sốc khi xin nghỉ tập để lên máy bay về Brazil dự sinh nhật lần thứ 20 của em gái Rafaela. Trong lúc các đồng đội đang thi đấu, Neymar trên trang cá nhân khoe ảnh tiệc tùng trong tiệc sinh nhật. Câu chuyện này nổi tiếng đến mức khi được hỏi về tin đồn Neymar tới Real Madrid, trung vệ Sergio Ramos đùa rằng nếu Neymar đến, Real phải thương thảo về vấn đề sinh nhật của em gái cậu ấy. Trong nhiều năm Neymar đá cho Paris Saint-Germain và Barca, cứ tới sinh nhật em gái vào tháng 3 là chân sút này nghỉ đá. Khi thì Neymar xin phép vắng do bận việc gia đình, khi thì vắng do chấn thương. Gia đình là chỗ dựa cho Neymar khi khó khăn, tuy nhiên cũng mang lại nhiều điều không tốt cho sự nghiệp của cầu thủ. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng 7 với tờ L'Équipe, người đại diện cũ của Neymar, Eduardo Musa tuyên bố Neymar có đẳng cấp nhưng người cha đã hủy hoại tất cả. Khi Neymar không còn chơi bóng bằng cả trái tim, sự nghiệp của cậu ấy sa sút. Chuyên gia tâm lý học thể thao đến từ Mumbai, Ấn Độ, Nicole Menezes nêu quan điểm. Trong trường hợp Neymar, tôi tin rằng một cầu thủ với tâm lý phức tạp, giàu cảm xúc như cậu ấy cần ở trong một đội bóng thích hợp, với những đồng đội thích hợp. Đó là lý do Neymar quyết tâm rời khỏi Paris Saint-Germain.
Barcelona hay Real Madrid đều là những bến đỗ có thể giúp tiền đạo người Brazil làm lại sự nghiệp. Theo các bạn, Neymar sẽ tới bến đỗ nào tiếp theo? Hãy comment ý kiến của mình bên dưới. Đừng quên ấn thích video và subscribe kênh Bàn Thắng Vàng để xem những video bóng đá thú vị tiếp theo nhé!